Bây giờ tình trạng này là qua sang năm là lái phải lấy tiền cọc 50% chú ơi. Chứ kiểu này bỏ chết rồi. Hồi đó giờ đâu có bỏ kiểu này đâu. Dạ. Bây giờ qua sang năm là giờ không biết lạ quen cái mối nào trung thành của mình đó thì thôi. Còn mối nào lạ lại là phải quất 50%. Đó, nó trung thành với mình là nhưng mà cũng phải lấy cọc à, tại vì giờ không tin ai hết á, Dạ. ý nó vậy đó. Vườn bông còn đẹp quá trời ha. Bây giờ anh vô anh Quá đẹp, mua. quá đẹp mọi người ơi. Bây giờ anh vô anh mua là bao nhiêu cây? Em mua 2.000. 2.000 cây hả? Okay. Trời bông vậy đây giờ nhổ lai rai là tới mùng 10. Thì cái số này nó không có đáng kể, mà cái số đáng kể là số của chú cắt bỏ bên đoạn đó. Còn cái này thì cũng còn nhổ lai rai. À, ngày hôm qua con nghe nói là có bên chùa vô ngắt bông hả chú? À, đúng rồi, còn để nguyên ngay đó qua cũng ngắt phụ Dạ. rồi đem xuống trình độ á. Dạ. Đây, bông nhân thọ cắt vô còn nguyên nè. Còn còn đây là chưa 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 xách đi hết rồi đây. À, thơm lắm. Đây. Còn một bịch. Chờ báo luôn. Đây nhổ vòng đóng lại. Rồi vòng đóng vô cây gì ta? Này nè, ta lắc bông rồi nè. Dứt bông rồi. Bông dứt rồi. Còn cây không? Đây. Đó, bông nó dứt bông rồi nè. Đây người ta vô cây chi mà cây người ta để nằm vậy trời. À, Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. À, trở lại cái bông vạn thọ đó, hôm nay đó thì mình quay cho cô chú chị xem đây. Bông này là bông 10 bông rậm nè cô chú chị. Thì nó giờ giờ chỉ nó hé hé nhỏ nhỏ thôi. Đó, ở đây thì ta còn trồng bông 10, bông rậm cũng bông bổn nè. Đa số là người ta trồng bông Tết với lại cái bông 23 thì những cái bông đó nó hư rồi. Đây là chỉ mấy luống thôi. Luôn 2 luôn 3 luôn 4 luôn 5 luôn 6 luôn 6 luôn rậm mọi người còn này là bông Tết à. Bên đây là bông Tết này của chú chị đó. Bông Tết là bông 23 bên đó, đó. 23 thì nhổ con phỉnh đó từ thưa còn dưới đó, đó thấy không đây nè cái bông Tết đó, thì nó hư rồi nè cô chú chị thấy nè nè đây cái bông nè đó, ra rửa rồi nhưng mà bà con á người ta còn tiếc là để có ai mua không nhưng mà thực sự ra là cái người biết chơi bông á biết chưng bông á thì người ta mua những cái bông này nè mua những cái bông nhỏ này nè về á, thì nó trổ được cả đừng còn lần này về cộng vô của trước của sau là nó héo quèo nhưng mà giờ bà con năm nay bị thương lấy đặt cho nó bỏ vậy thành ra bà con trồng quá trời thì bây giờ bà con chắc cũng không thể nào mà thấy được hết cái khu ba cái khu vực ba cái xã Long Hòa Phước Dân với lại Long Khê đâu thì mình quay lên đây là cô bác anh chị đã thấy đó thì qua sang năm mình cũng rút kinh nghiệm bây giờ thương lái nó chơi kiểu trên từ xưa tới giờ thì bây giờ mình á phải ràng buộc vì đó có một cái chú cái anh vậy đó mình lựng nói mày tại sao bây giờ mình không mà làm một cái giấy hợp đồng mình đi là lại hợp là làm đồng mẹ để bảo vệ quyền lợi cho cái người chồng của mình đặt cọc 50% rồi cái giấy hợp đồng đó sẽ có cái hiệu lực pháp luật thì có gì thì pháp luật người ta sẽ giúp mình được chứ giờ mình hợp đồng bằng miệng không bây giờ thưa ra nhưng cũng đâu thưa được đâu thưa ra cũng người vốn cũng đâu có cái gì để làm bằng chứng còn không thì bà con cô bác mình anh tiêu thụ được bao nhiêu thì cứ tiêu thụ chứ đừng có trông chờ vào những cái lái đó nữa mà giờ bỏ bao nhiêu thế này là lỗ rất là nhiều luôn theo Phú đi vòng vòng chạy cũng thấy á nó còn nằm ở tuốt ở trong xa xa trong đồng á những cái đó là mình không thể chạy vô được chỉ đứng ở xa rôm 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 cho cô chú chị xem thôi đó còn rất là nhiều mà giờ Phú thấy là còn gần phải là mười mấy gần 20 mẫu bông như thế này nè mà cái đám đất này là phải một con máy rồi nè
con nó rút vô đó, đó. Chạy dài rồi đây nè, nó phải một công mấy đất. Thì bà con mình đó, xưa giờ là trồng cái nhãn thọ này, bây giờ theo như cũng có nhiều người comment đó, nói là bây giờ người ta sẽ chơi môn khác, môn ly môn đồ. Giờ cái nhãn thọ dạng thọ này nè, giờ nó không còn thông dụng nữa, mình cũng hạn chế bớt đi trồng mấy thứ khác, chứ trồng này rồi qua sang năm là tiêu. Rồi cũng sẽ đi vòng vòng quay cho cô chú anh chị mình xem cái số lượng không, là bây giờ là quay là những cái vườn Phú chưa có quay, Phú mới quay, những cái vườn Phú quay rồi á thì hiện tại bây giờ nó vẫn còn nằm nguyên, chưa có ai mua hết luôn cô chú anh chị, mà mình không quay nữa. Đây nữa này cô chú anh chị, cái vườn này thì nhỏ được nữa, còn nữa giờ nằm chịu chẳng luôn rồi. Đây thì bây giờ bà con mình á, không có nên tin lái nữa, những cái lái hồi xưa giờ mình bán uy tín á thì tin, còn những cái lái mà không đặt cọc rồi kia phải ràng buộc về pháp lý là mới có bảo vệ được mình. À, không trồng chứ bây giờ trồng mà lỗ bỏ như vậy là nó rất là tiếc luôn, không làm được, chờ ngày giờ chờ cho nó héo nó khô là cắt bỏ rồi gom đốt thôi chứ đâu có làm gì được đâu. À, một đây một vườn nữa nè, trong này nó quá trời không, giờ là nó nằm vàng rực luôn á, rất là nhiều luôn cô chú chị. Thì để mình chỉ cho cô chú chị, nếu mà cô chú chị nào gần ở Cần Đước, ở Hòa Phước Dân thì mình chỉ đường cho là cô chú chị xách xe cô chú chị đi, là cô chị chú vậy thấy thôi, cảm nhận là cái đường từ cầu Ông Bộ, từ Định Kiến á, từ Kiến lên cầu Ông Bộ, cô chú chị cứ đâm thẳng lên tới ngã ba là hai bên đường người ta có trồng, rồi mé bên tay tại phải á, nó có hai cái đường giao thông tôn như thế này nè. Đây đó là cái chú đi xẹt rô vô qua bên cái đường 85B Phước Dân á, là cái chú chị thấy Long Hòa Phước Dân, Long Kê, Long Kê thì cô chú chị đi ngay cái đoạn mà kinh Đông Kiểu á, Gò Đen đi xuống á thì tới bờ kinh Đông Kiểu rẽ tay phải đi vô hai bên đường á, thì nó cũng tràn ngập, rồi đi vô trong đồng nữa chứ không phải là ở ngoài thôi, mình đi ở ngoài là mình không thể làm hết được. Như chẳng hạn như cái này cái đám bông nè, mình đi cái đường kia là mình không thấy nha, qua đây mới thấy đây nè, nằm gì vậy đó, nằm ẩn khuất sau những cái đám ruộng là xa xa thuốc ở trong, thành ra mình đi ở ngoài là mình không bao giờ thấy. Hút đi là hút tiền, cho nên quay cho cái chỗ gì xem cái đám bông đó tự rất là lớn luôn chứ không là nhỏ. Em nói hai cục giờ nó nằm dưới trận vậy đó. Tiếp đây nó là cô chú chị đây đó, nó nằm bước trong những cái nhà đó, thấy không, quá trời đó. Này nè, đây cái đám đó, đám nó hư luôn nè, đám hư luôn nè, khu vực này cũng là hàng hà luôn rồi cô chú chị, quá trời luôn á. Thì như vậy là làm gì chứ hết. Đây là những cái thỏ còn lại nè, nó chết khô luôn rồi cô chú chị. Đây nè, chết khô luôn. Số này ta nhỏ ta bỏ rồi nè, nè. Đó nhỏ rồi nè, bây giờ nó chết khô ở trên vòng luôn, bó tay luôn. Thương lái hại nhà vườn. Cô chú anh chị nào bức xúc á, cũng là nhà vườn mà dám lên tiếng thì liên lạc với Phú sẽ tới trực tiếp quay một clip cho cô chú anh chị giải tỏa nói bài. Như chị Bảy Hòa thì người ta cũng lộ, nhưng mà người ta cũng không ngại mà nói lên vấn đề đó, để cho bà con mình tránh cái tình trạng là thưa để thương giá lái nó rè đầu ở cổ đó.
mình làm mà phải lệ thuộc vào cái thương lái. Hút á, thì nó lấy nó ăn, nó bán nó ăn. Còn mà ế thì nó chạy, nó cũng phải có trách nhiệm, nó đặt bà con mới trồng, chứ nó không đặt bà con trồng làm gì. Thì làm ăn nó cũng phải có cái trách nhiệm chứ. Cũng như cái chị kia chia sẻ, ví dụ cái bông ế thì nó sẽ hạ bà con xuống xíu, còn mà bông hút thì người ta sẽ cho thêm đó. Vậy mới là những cái lái mà làm ăn được, chứ còn những cái lái của chị Bảy thì tất cả các bà con nè trồng bỏ vậy nè, vậy mà làm ăn chi nữa, vậy bỏ tiền bỏ bạc ra để kiếm ít ăn Tết, mất trắng giáo luôn. Đây hiện tại thì ở đây còn rất nhiều là cô chú chị ở phía trong kia nữa kìa, đó đó đó, phía trong đó đó, rất là nhiều luôn, quá trời luôn, nó nằm ở trong không à, bên này nữa nè, mà cái mé ngoài và một trong cái vườn ở trong nhà của người ta nữa nè, bông nó vàng rực cái gió, quá trời quá đất luôn, là giờ làm gì cho hết đây. Khu vực này là xã Long Hòa nha cô chú anh chị, xã Long Hòa quyền được. Đây cô chú chị xem, xa là những cái vườn bông nằm trong đó, đó. Có cái những vườn đó rất lớn, cũng không biết đường nào đi vô đó, thành ra mình không có đi, giờ ngồi đây vô cho cô chú chị xem nè, quá trời sao cái nhà bên đó, mình mong bên đó là nhiều lắm luôn, không biết là bây giờ chịu khó đi là còn rất là nhiều, nó ở trong á, quá trời luôn, tình trạng như vậy là qua sáng năm mình kéo dài nó chết luôn. Đây nữa nè cô chú chị, đó đây một đám nè, à cô chú chị thấy xa xa tốt nghiệp đó, bằng giật lần kia đó này này này, đám đó rất là lớn luôn, đám đó mấy cặp đất này, nãy có ghé ông chú đúng đó là bông bỏ, bông này là bông tết, bông kia là bông 23 bông tết, bây giờ là thu trắng, quá trời quá đất luôn. Bông 23 bán không được rồi bỏ luôn hả chị? Ơi ơi cho đâu ai lấy, quá trời luôn nè, chị có chồng không? Không có chồng hả? Năm nay chồng cái này hả? Này là cà cào ngò rí hả? Ngò rí sao bự vậy? Ủa sao mà Tết thì không nhậu? Cái này thì chỉ tính dòng Tết hay dòng gia viên? À, giờ phải đẩy cái bao lại vậy. À. Ủa, dòng đây là người ta trồng bông không hả chị? Ừ, quá trời, em còn nhỏ, nhỏ tuổi vậy mà dạy gì? Quá trời, vô thấy mấy cái đám bông thấy hao được á, tới gần nó Tam Phước hôm nay lấy bỏ giá rồi, hên là chị trồng này chị không trồng bông à. Đây nữa là cái số tiền là đó, bông 23 bông tết á, người ta cũng được quá, quá trời không? Nằm ở trong đồng, trong đồng nhiều khủng khiếp luôn. Đây một vườn khủng đó rồi chú chị, đây à, đây như có cắt bỏ này, đây nè, đây là nhổ bỏ rồi nè, đồ bỏ đóng rồi nè, quá trời vậy đi, thua rồi bà con, hai thua rồi. Đây là cô chú anh chị, cái số bông này là bữa chị Bảy nói nè,
là bây giờ cũng nhau bỏ luôn, hình như là ở trong á là còn cái lá bông nhỏ người ta đang nhổ á, còn lá ngoài là bỏ luôn nè. Ở trong cái điện thoại á hả? Còn cái số bông này là cái số bông 10 của chị Bảy nè. Đây. Còn cái gò của chị Bảy thì ngoài kia cắt, hình như là chị Bảy nó còn hai vòng. Đó là cái gò đó mình quay bữa mà chị Bảy đang cắt ngồi nói chuyện á. Đây là cái số bông 10 của chị Bảy. Rồi nghe chị Bảy tâm sự á, là còn lại là hình như là đặt, anh đặt người ta là 12 bịch bông, 3.000 cây nữa. Bông đó bông rồng của chú chị. Thì cô chú chị nào có mua á, Phúc sẽ ghim cái số điện thoại của chị Bảy lên trên đó cho cô chú chị liên hệ với chị Bảy mua giúp giùm. Giờ thương lái nó bỏ rồi, giờ còn nằm bông còn nằm tràn ngập đây. Giờ ai mua cũng bán hết đó. Giá cả thì 3.000 những cây đó, cứ gọi chị Bảy là liên hệ chị Bảy là nói chuyện. Có năm trồng dương leo. Đó giờ là chú trồng bông giao cải không ạ? Bây giờ giá cắt cho chị này là bao nhiêu cây? Không biết. Nhưng mà tôi cắt cho mối tôi. À. Giờ chú cắt cho mối của chú. Rồi, còn bên đây là nhổ. Còn bả là đi ra cắt cho chị này. Bây giờ tình trạng này là qua sang năm là lấy phải lấy tiền cọc 50% chú ơi. Chứ kiểu này bỏ chết rồi. Hồi đó giờ đâu có bỏ kiểu này đâu. Dạ. À. Bây giờ qua sang năm là giờ không biết lạ queo cái mối nào trung thành của mình đó thì thôi, còn mối là lạ lại là phải quất 50%. Nó trung thành với mình là nhưng mà cũng phải lấy cọc, tại vì giờ không tin ai hết á. Dạ. Chỉ nói vậy đó. Em ở đâu? Dạ ở Cầu Sắt. Bây giờ chú nhỏ này là bao nhiêu cây? Bận của chú á? Mấy trăm à. Mấy trăm cây. Nó mới điện thôi, nãy giờ ở ngoài ông anh chơi. Dạ. Mới điện về. Bây giờ huy động lực lượng nha nhỏ. Đúng rồi. Em trai này thấy đi làm mà ra bận đồ cũng chuyên nghiệp quá ha. Đó dạ nó cũng đi tới đặt bông rồi nó về. Dạ. Không phải phụ chứ. Giờ muốn đợ công mắc quá em ơi. Dạ đúng rồi. Rồi ví dụ tình trạng này, ví dụ mấy năm trước thì cũng kêu người làm không à. Dạ. Hôm nay bông bỏ thì chị giờ tự nhà làm chứ giờ mướn lỗ. Rồi mướn rồi lỗ nữa. Đã bông có bỏ là cắt bỏ rồi. Có chục ngàn cây rồi còn dạ. Nữa. Vốn liếng ở trong đó là năm nay là hết lời luôn à. Về ảo mấy bữa không? Đâu có ăn vậy? Là một bó vậy là bao nhiêu cây chú ơi? 10 cây. Bó 10 cây. Bó 10 cây. Qua sang năm là có em trai này là đặt lại em trai này đây. Lãnh. Lãnh là em làm hợp đồng nha. Đây 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 đây. Đây là đây đây. Đây đây là đây đó. Lên cái gì thế mà. Phải có lên giờ em. Bông đẹp, bông đẹp. Quỳnh Phú là Quỳnh Phú không? Quỳnh Phú trên nào? Quỳnh Phú qua màu hả? Quỳnh Phú trên nào? Trên nào hả? Quỳnh Phú là cũng có à. À Facebook cũng có nè. Facebook cũng có nè. À, cái vườn bông còn đẹp quá trời ha. Bây giờ anh vô anh mua. Có đẹp mọi người ơi. Bây giờ anh vô anh mua là bao nhiêu cây? Em mua 2.000. 2.000 cây hả? Dạ. Hồi trang bán hết thì với cưng còn nhớ cái số điện thoại của cô mẹ không? Rồi cưng đọc lên đi, còn 1.500 cây bông mưa rầm.
Rồi coi cô bác nào giúp được thì giúp. Số của mẹ là 0909 227 385. À là chị Bảy Hòa. Dạ đúng rồi, chị Bảy Hòa. Rồi, cô chú chị nè. Ấp 1 Long Khê. Mò Long Khê. Ấp 1 xã Long Khê, huyện Rước, tỉnh Long An. Cô chú chị nào có giúp được ít nhiều thì 1.500 cây bông rằm á thì gọi cho chị Bảy. Giá cả sao, có giá không chú Bảy? Giá thì cỡ 5.000 thôi, 4-5.000 đó. 5.000, 4-5.000 là thương lượng phải không? À, cứ gọi đi nói chuyện. Dạ. Đây giờ hai cha con nhau làm nè. 5 giá bông rằm cũng 70-60.000 không? Dạ. Hôm nay quá bèo luôn. Mà hiện tại bây giờ cái số bông 23 nó đâu còn sử dụng được nữa đâu. Còn đâu còn nữa. Dạ. Không còn sử dụng được. Có bông 18 này nè. Bông 18. Bông này là 18 mùng 10 thôi. Là rằm cũng xài không được luôn. Còn rồi là rằm xài được mà. Này là bông 8 mùng 10. Dạ. Chứ bông Tết là hết xài được rồi. À. Bông Tết thời gian nó nay nó dài quá rồi. Thì mấy năm trước thì nó cũng có lợi, nay rồi bây giờ qua sang năm rút kinh nghiệm hết đi, nhà vườn mình giờ phải bắt buộc phải lấy tiền cọc. Chứ mấy lãi thì giờ nó cũng khôn lắm, ví dụ bây giờ 10 triệu, ví dụ nó đặt mình, ví dụ 20 triệu, đưa tiền 20 triệu. Cái này mình phải lấy phân nửa hoặc là làm một cái tờ hợp đồng. Để nếu mà có xảy ra sự cố gì thì cái nhà vườn mình á sẽ được pháp luật người ta can thiệp. Chứ mình nói miệng không giờ đâu có bằng chứng đâu. Quá trời bông về đây giờ nhổ lai là tới mùng 10. Thì cái số này nó không có đáng kể, mà cái số đáng kể là số của chú cắt bỏ bình bản đó. Còn cái này thì cũng còn nhổ lai rai. À, ngày hôm qua con nghe nói là có bên chùa vô ngắt bông hả chú? Dạ đúng rồi, còn để nguyên ngay đó, qua cũng ngắt phụ. Dạ. Rồi đem xuống trình độ á. Dạ. Ta ngắt cái bông đó là ta về ta làm gì chú? Đem chùa làm thuốc á. Dạ. Quá trời cái đám bông. Hy vọng là cái đám bông này giải quyết hết nè. Nó cũng còn khoảng nó 6.000 nhưng mà năm mấy 6.000 gì đó, nhưng mà nó vẫn còn hôm nay mới nhổ có 2.000 hay mấy à. Còn 4.000 cây nữa. Dạ 4.000 cây nhưng mà nhổ lây đai tới tháng tới mùng 10. Mùng 10. Tháng mùng 3 mùng 7 hả? À, tới mùng 10 mới biết là mới còn là dư nhiêu. Đúng mối nó nãy giờ nó kêu nhiều nữa. Dạ. Dạ. Sao mà? Cái gì á? Dây. Dây hết. Rồi thôi chúc chú năm mới sức khỏe ha. Rồi bán hết cái số bông này rồi con có nãy có đọc số điện thoại của chị Bảy mà lên đó. Thì có ai mà mua ủng hộ cái số bông rằm á cứ liên lạc. À, giờ bắt buộc là phải lấy phải không? Chứ lái nó dọn rồi chú dọn rồi người ta cắn lưới luôn. Dạ để dạ con cảm ơn, để giờ con qua cái ông anh mà mua 2.000 cây coi ổng cậu nhậu rồi. Rồi còn 3.000 cây rằm lưng của chú chị ơi, chú 2.500, 3.000 cây lưng. Quá trời bông đẹp. Đẹp rực rỡ luôn hả? Anh đi mua bông rồi là nhổ phụ luôn nè. Quay nhổ nè, quay nhổ 2.000 cây nè. Quay. Là chị lấy được gần 2.000 cây đó hả? Ồ, vậy là khỏe quá rồi. Chị mối gì đó giờ hay sao? À, xưa giờ chứ không phải là đó giờ hả?
Hai ông bà giỏi quá trời ha. Hai chị em hả? Đâu có, đâu có. Ai gọi đó chứ đâu biết số điện thoại anh đâu. Đây cái đám dừa tốt lắm của chú chị. Đây có trái này nè. Dừa leo có trái rồi. Ồ bây giờ nhạc nó dập xin nữa. Đây là cái đám bông của ông chú bữa mình quay nè. Đây, đây cắt hết rồi, hạ xuống hết rồi. Khô luôn rồi. Đó nằm la liệt luôn rồi, chú theo. Chú chị theo. Đây. À, lớp đó là lớp ngoài đó khô. À, nãy nghe chú chia sẻ ngày qua có chùa vô ngắt cái bông vì làm thuốc rồi đó. Vô ngắt nhiều lắm nè, đây nè. Là những cái vật qua là nhỏ. Ê bên kia người ta nhỏ luôn rồi. Bữa đám nữa bữa mình quay nè. Bữa quay người ta nhỏ luôn rồi. Rồi hả đông để vừa bản cho cô chú anh chị xem nè. Đây bông nhân thọ cắt vô còn nguyên nè. Còn đây là chưa xách đi hết rồi cô chú anh chị. Đây. Rồi thơm lắm. Đây. Còn một bịch. Bịch chả bá luôn. Đây là những cái cây bông hiện trường còn nằm nguyên đó. Cái đá bông này là bữa chưa có nhổ lên 2-3 ngày rồi nay nhổ rồi. À nhổ lắc bông vào đây luôn. Đây nhổ vào đống này rồi vào đống vô cây chị ta. Này nè ta lắc bông rồi nè. Dứt bông nè. Bông dứt rồi. Còn cây không? Đây. Đó, bông nó dứt bông luôn nè. Đây người ta vô cây chỉ một cây người ta để nằm vậy trời. Quá trời không? Đây. Thì quay hôm nay đó chú Bảy đó, ông cũng đồng ý là qua sang năm phải lấy tiền cọc rồi 50% chứ bây giờ mà như tình trạng như năm nay nữa là không làm nữa lỗ thì chú cũng còn giấu chị Bảy chia sẻ thì lỗ 50 mấy triệu. Bây giờ còn 2 dòng thì chị Bảy chưa cắt xong. Đây giờ héo bông héo ráo luôn. Đây nè cô chú chị xem là nằm lên luôn. Bông cắt ra nằm nè. Dày đây mà. Thôi chị nói giờ thì cái clip chia sẻ với cái những cái vườn bông á ở Long Hòa, Phước Dân, Long Khê. À, tới đây cũng kết thúc. Cũng xin gửi lời chào tạm biệt quý cô chú anh chị. À, hẹn quý cô chú anh chị vào clip sau.